Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô đây. Hôm nay đổi món. Với ngày mai đi công chuyện cho nên là cần phải rửa cái xe sạch sẽ ha các bạn ha. Ok, cùng đi rửa xe với mình luôn. Riết cái gì cũng cho lên clip được hết. Nói chứ cũng có một số thay đổi. Nó cũng có cái sự tuột hứng nhẹ. Thì chắc là bữa giờ nhiều bạn thắc mắc là sao bữa giờ Nam Ngô không có quay về bò sát mà cứ những cái dòng bếp khác không à. Thì bản thân mình cũng rất là buồn, tương đối là buồn, sốc. Nhưng mà nghĩ lại thì nó cũng không sao. Nói chung là mình cũng thuộc dạng đa năng mà. Thì mình biết đến con bò sát các bạn, năm nay là năm thứ chắc 15, 16 gì đó. Mình không nhớ rõ nữa. Thì lúc trước có chia sẻ với các bạn rồi. Thì chơi được 15, 16 năm nay rồi. Nói về tình cảm, về sự hiểu biết, đồ này nọ, cảm tình với cái dòng bò sát á, thì nó khá là nhiều, rất là nhiều. Và những cái sự gọi là tình cảm yêu mến của những cái cộng đồng mà yêu bò sát, rồi của anh em ủng hộ kênh YouTube Nam Ngô Farm á, thì cũng được anh em quý mến, thương rất là nhiều. Thì tất cả những cái tình cảm đó thì đều đến từ cái chủ đề là bò sát ha. Được anh em, nói chung là Nam Ngô thì được anh em biết nhiều qua cái chủ đề là bò sát. Tuy nhiên á, thì như các bạn biết là Việt Nam mình ngày càng phát triển, ngày càng phát triển, rồi những cái luật, những cái chỉ thị mới, tất cả mọi thứ thì nó được cập nhật theo cái sự phát triển của đất nước. Cho nên là ngày xưa thì vô tư, nói chung là anh em bò sát chơi, bản thân mình nữa cũng rất là vô tư, chứ không có ý gọi là che giấu hay là giấu giếm hay gì cả. Nhưng mà Việt Nam thì ngày càng phát triển hơn, bắt đầu hòa nhập với lại thế giới, cho nên là cũng phải theo những cái quy định của pháp luật quốc tế về động vật, về chống bạo hành động vật, rồi về nguồn gốc xuất xứ của động vật, đủ thứ vấn đề hết. Cho nên hiện nay là trong vấn đề mà nuôi nhốt những cái bé bò sát á, thì cái đề tài của mình là chủ yếu là bò sát. Thì trong đó có những con á, thì nó được phép nuôi á, nhưng mà cần phải có cái giấy tờ nguồn gốc. Trong đó thì mình đi chia sẻ cho những cái nơi khác đồ này nọ, thì có những con nói chung là nó không được phép nuôi. Thì quay YouTube về cái đề tài bò sát á, đôi khi nó có vướng những một số con là động vật hoang dã đó các bạn. Thì mặc dù là chúng ta nuôi bét á, là nguồn gốc những cái con mà chúng ta nuôi á, thì nó được sinh sản ra từ những cái trại nuôi làm bét thôi ha, chứ không thể nào mà chúng ta đi vô rừng hay là đi đâu đó mà chúng ta bắt một con về mà chúng ta nuôi được, thì không có. Cái nguồn gốc của những cái con bét mà mình nuôi và những anh em nuôi á, thì nó cũng xuất phát từ cái những cái trại người ta nuôi sinh sản ra để cho cái mục đích là làm bét. Tuy nhiên là cái định danh của nó đó, cái định danh của nó thì vẫn là có một số loài thôi, nó vẫn là động vật hoang dã. Cho nên thì mình cũng có được nhắc nhở là không được quay về cái đề tài động vật hoang dã nữa. Vì có thể là cái mục đích của mình thì nó không có gì, nhưng mà nó sẽ cổ suý cho những cái hành vi mà gọi là nuôi động vật hoang dã trái phép. Cho nên là hiện nay á, thời gian bữa vừa rồi á, là các bạn thấy là mình sẽ không có quay về đề tài bò sát nữa. Và mình đang hỏi thăm nhờ cái sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng để bổ túc hoàn thành những cái giấy tờ liên quan để cho cái việc gọi là nuôi nhốt cũng như là quay YouTube chia sẻ về những cái kiến thức nội dung về động vật hoang dã mà bản thân mình biết được. Đó, cho nên là thời gian gần đây á, là mình không có tạm ngưng cái đề tài về bò sát lại để mình hoàn thành những cái những giấy tờ liên quan cho cái
cái việc mà chia sẻ về về bò sát, về động vật hoang dã ha. Bởi vì cái con bò sát thì dù sao nó cũng tương đối là lạ lẫm, là nó không phải mặt về lạ lẫm về cái sự xuất hiện của con bò sát, nhưng mà về biến một cái con bò sát thành thú cưng á, thì đối với người Việt Nam thì nó tương đối là còn lạ lẫm với đại đa số chung đó. Cho nên là hiện nay mình cần một số giấy tờ, hoàn thành một số giấy tờ để mà phục vụ cho cái việc đó. Thì mình cũng có đọc comment của những anh em và những anh em quý mến mình, thì nói anh ơi quay lại với đề tài bò sát đi anh, này nọ cái thứ. Thì bản thân mình cũng rất là muốn các bạn, nói chung là không được nói về bò sát á, thì cũng rất là buồn, rất là hụt hẫng á. Nhưng mà Việt Nam mình thì ngày càng phát triển, thì đó cũng là một điều mà mình mừng ha. Một là một người con, một công dân của Việt Nam, thì bản thân mình cũng muốn đóng góp xây dựng đất nước theo cái khả năng của mình, theo cái điểm mạnh của mình. Thì cái điểm mạnh của mình là về bò sát, thì mình cũng muốn bạn bè thế giới, cái cộng đồng bò sát trên thế giới cũng biết Việt Nam ta là một cái nước mà coi như là có cái cách chơi nó đẳng cấp, cũng như là cũng có cái trí tuệ để làm ra được những cái sản phẩm đẹp, ấn tượng ha, mang thương hiệu của Việt Nam. Thì đó là một cái mong muốn của mình, thì mình cũng đã nhiều lần chia sẻ với các bạn rồi. Muốn nước ngoài nhìn nhận Việt Nam mình không phải là một cái nơi mà tiêu thụ động vật hoang dã, mà ngoài ra còn là một cái nơi mà có kiến thức, có tầm nhìn để mà thuần dưỡng những cái loài động vật hoang dã, cũng như là lai tạo ra những cái loài nó có màu sắc, nó đẹp, ấn tượng ha. Thì nói chung là cái về mặt ý nghĩa, về mặt đạo đức các thứ á, thì bản thân mình thì mình tự đánh giá thì mình thì cũng không có làm gì bậy bạ. Nhưng mà về mặt pháp lý thì mà vẫn cần một số cái giấy tờ và được cơ quan chức năng gọi là hướng dẫn cấp cho, để mình có thể thoải mái chia sẻ hơn. Thì thật ra mình cũng mong muốn điều này các bạn. Mình mong muốn cái cuộc chơi của mình á, nó được ủng hộ, được các cơ quan chức năng, được nhà nước ủng hộ và được tạo điều kiện để phát triển. Thì mình có kể một cái câu chuyện hoài, mà mình mong muốn một ngày nào đó thì cái cộng đồng ta cũng được. Thì giống như ngày xưa là cái thời mình mà còn lớp cấp 2 rồi các bạn, thì cái phong trào chơi game đồ này nọ là nó cũng mới du nhập vô. Thì cái thời điểm đó cái game nó bị một cái định kiến của nhiều người á, là nó gọi là nó vô bổ ha. Nó coi như là giết thời gian, không có tạo ra được cái giá trị gì cả. Rồi nó gây ra nghiện ngập. Lúc đó báo chí viết rất là nhiều về cái đề tài này. Rồi gọi là nhiều cái trung tâm gọi là cai nghiện game đồ mọc lên như nấm vậy các bạn. Thì cái thời lúc đó nó là như vậy. Nhưng mà bản thân mình không phải là một người mê game, không có thích chơi game. Mình thích cái gì nó thiên nhiên hơn, nó gần gũi với thiên nhiên đồ này nọ, nó liên hệ với cuộc sống hơn. Thì lúc đó mình thấy những người bạn rồi anh em của mình đều mê game như vậy hết đó. Thì bẵng đi một thời gian, một chục năm sau cho tới hiện tại, thì game được nhìn nhận theo một cách khác ha, phát triển rất là rộng rãi. Rồi kể cả có những cái đấu trường quốc tế dành cho các game thủ. Rồi các game thủ ngày xưa là được coi là giống như là vô công rỗi nghề, không biết làm gì cả, suốt ngày chơi game không tạo ra giá trị gì cả. Thì hiện nay là những game thủ, những ai mà xuất sắc là còn được mang màu cờ sắc áo của tổ quốc đi thi đấu quốc tế nữa các bạn. Có nghĩa là cái bộ môn game nó từ trong bóng tối được bị dè biểu, bị định kiến cái này nọ, thì bây giờ người ta đã bước ra được một cái sân khấu chính quy ha, được tôn trọng, được đại diện cho quốc gia màu cờ sắc áo đi thi đấu, rất là vinh dự. Thì mình á, bản thân mình á, là mình kể câu chuyện này thì mình mong muốn một ngày nào đó cái cộng đồng bò sát, yêu bò sát của Việt Nam, cá nhân mình và những anh em đam mê khác á, cũng có cơ hội được đóng góp cho cái danh tiếng của quốc gia đó. Nói chung là cũng muốn được pháp luật bảo vệ, có cái cơ sở để mà phát triển
cho nó hay ho hơn là bây giờ cứ hoạt động theo cái hướng gọi là tranh sáng tranh tối, vừa lo lắng mà nói chung là không có làm được cái gì cả, không có dám phát triển mạnh, không có dám làm bài bản, tại vì mọi cái giống như là nó chưa có được đăng ký, chưa có được hướng dẫn rồi quản lý như thế nào từ các cơ quan chức năng đó. Thì hiện nay là mình đang cố gắng chuẩn bị những cái thủ tục này, thì mong sao một ngày nào đó thì cái xin nhìn nhận của mọi người về cái con bò sát, thứ nhất là nó cũng giống như một cái con bé bình thường, cái thứ hai nữa là ngoài cái nó là một cái con bé để chúng ta trao yêu thương này nọ thì nó còn là một bộ môn khoa học nữa, nó bao gồm kiến thức ở trong đó về mặt lai tạo. Ví dụ như mình thì mình thích chơi về lai tạo thì nó càng vô sâu thì nó càng nặng, nó giống như là một môn khoa học rồi các bạn, nó không còn là một cái bộ môn chơi yêu thương bình thường nữa. Thì tất nhiên cái yêu thương là nó vẫn phải có trong đó, đồng thời là nó có kiến thức ở trong đó. Thì bản thân mình rất là đam mê cái việc này và muốn chia sẻ đến với mọi người. Nói chung là mình cũng hơi xúc động đó các bạn, hơi xúc động và cũng hơi bối rối là không biết nên chia sẻ cái vấn đề này với các bạn như thế nào, cho nên nhiều khi nói nó hơi lòng vòng đó. Thì đại loại là nó vậy. Mình sẽ tạm xa cái đề tài về bò sát một thời gian để bổ túc đầy đủ giấy tờ theo cái sự hướng dẫn của cơ quan chức năng. Thì sau đó mình sẽ quay lại với cái đề tài bò sát này, và hy vọng là lúc đó mình cái ngành bò sát của chúng ta sẽ được ủng hộ hơn, hỗ trợ nhiều hơn, thì lúc đó mình sẽ có nhiều cái hoạt động hơn ha. Làm nó sẽ mạnh dạn hơn, giống như mình ước mơ hoài, mình thấy nước ngoài á, người ta có những cái buổi show bet nè, những cái expo, những cái hội chợ người ta tổ chức trong những cái trung tâm thương mại luôn đó, để giới thiệu cái dòng bet này, cái tính cách của cái loài này đó, rồi cái đặc điểm sống, cái sự tương quan của nó với lại môi trường bên ngoài, với trái đất này. Đó, thì chúng ta thấy được cái vai trò của con người, của con này, con kia, con vật này nọ trong cái sự tương quan của cái cuộc sống này ha. Từ đó chúng ta sẽ yêu thương động vật hơn, yêu thương thiên nhiên hơn, hiểu được cái giá trị của con người cũng như là các loài khác trong cái chuỗi giá trị này. Thì đó là cái mong muốn của mình. Một ngày nào đó thì khi mà nó được chính quy, được hợp pháp, được pháp luật bảo vệ đó, rồi có những cái hiệp hội này nọ, thì chúng ta sẽ có những cái thật sự là những cái buổi tiệc về bò sát cho những người có đam mê. Về thật sự là cái những người mà yêu thích đam mê bò sát á, ở Việt Nam rất là nhiều chứ không phải là ít. Cái cộng đồng này nó đang rất là nhiều luôn. Mọi người có cái sự đam mê, coi như là hứng thú với cái giống loài này, về cái cách vận hành của nó, cái cách thích nghi của nó với cái trái đất này, cách tồn tại của nó đó. Thì rất là nhiều người hứng thú với đề tài này, nhưng mà hiện nay là giống như là underground vậy đó, cứ hoạt động nó trong bóng tối không à đó, mọi người không có dám làm cái gì. Thậm chí là có nhiều ý tưởng rất là hay, anh em rất là tâm huyết, rất là nhiệt tình, nhưng mà chưa có dám triển khai đó. Thì hy vọng lần này là mình sẽ làm hết sức cho cái phong trào này, cái cộng đồng này, trước mức là cho bản thân mình, và hy vọng là có thể lan tỏa được với những anh em có cùng đam mê ha. Ở nước ngoài các bạn, Thái Lan, gần mình nhất là Thái Lan, người ta thường xuyên có những cái buổi gọi là hội chợ, expo, rồi những cái buổi offline bò sát. Thì các farm, các trại người ta sẽ đăng ký quầy rồi trao vô trung tâm thương mại luôn đó. Thì để cho những trẻ em thành thị á, người ta coi như là, các bạn biết rồi, trẻ em thành thị thì suốt ngày là chỉ có máy lạnh, thang máy thôi, đâu có tiếp xúc thiên nhiên đâu đó. Đôi khi là con kiến đồ, con dế đồ còn nhìn không thấy nữa đó. Thì làm sao mà có cơ hội gặp được những bé bò sát, những cái dòng bò sát độc lạ, cũng như là những cái dòng thú vật khác, côn trùng các thứ, thì các bạn coi kênh của mình là các bạn thấy là nó rất là nhiều luôn. Bản thân mình là một người yêu động vật, coi như là thấy cái thông tin nào về động vật thì mình tìm hiểu rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ ha. Mỗi anh em có một cái đam mê và cái giống loài riêng, thì người ta sẽ tìm hiểu sâu sắc về cái giống loài đó, người ta chia sẻ những cái kiến thức cho mình nghe rất là hay luôn đó. Thì mình mong muốn một ngày nào đó cái cộng đồng mình sẽ được gọi là
hoạt động một cách chính quy, hợp pháp, dưới sự quản lý của nhà nước, được pháp luật bảo vệ, thì đó là cái mong muốn của mình. Cũng hơi buồn á các bạn, không được quay về bò sát cũng hơi buồn á. Tại vì trong các loại động vật thì con rành nhất của mình là con bò sát ha. Thì những cái dòng bét còn lại thì cũng có hiểu biết, nhưng mà chuyên sâu á thì tất nhiên là không chuyên sâu bằng con bò sát rồi. Thì thôi, mọi người cùng cố gắng. Các anh em, bà con đã mà yêu thương cái kênh Nam Ngô Farm, đã ủng hộ kênh của Nam Ngô Farm suốt thời gian qua đó, thì chúng ta ráng chờ. Ai mà yêu thích về đề tài bò sát thôi á, thì ráng chờ một thời gian nữa, hy vọng là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp. Chúng ta sẽ quay về cái đề tài bò sát. Mình thì còn rất là nhiều cái dự định cho bò sát. Và mình đã từng chia sẻ rất là nhiều lần là mình muốn làm việc cả đời với bò sát luôn các bạn. Làm việc cả đời. Và mình sẽ làm việc một cách nó nhân văn. Có nghĩa là mình muốn chia sẻ sự hiểu biết, những cái kiến thức, những cái đam mê về cái dòng bò sát này. Chứ không phải là mình đơn thuần là mình gọi là muốn kiếm tiền từ nó, bào tài nguyên từ nó, mình không phải vậy. Mình muốn làm những việc nó nhân văn hơn. Thì có thể là chúng ta là thế hệ đi đầu, rồi còn thế hệ em cháu chúng ta, nó lên nó có một cái nền sẵn, thì sẽ gọi là sánh vai với lại những nước khác, những nước bạn ha. Những nước bạn thì hiện nay là cũng phát triển rất là mạnh rồi đó, thì hy vọng một ngày nào đó thì chúng ta có thể ngang. Thật ra hiện nay là ví dụ như mình đi cũng có chút tự hào các bạn. Ví dụ như con zombie với con Dracula mà mình làm cả được á, thì anh em nước ngoài cũng rất là hứng thú ha, cũng rất là hứng thú về cái dòng đó. Rồi nói chung là cũng có một chút xíu này nọ người ta biết đến rồi. Thì hy vọng sắp tới là mọi thứ nó sẽ, những cánh cửa nó sẽ được mở ra, và chúng ta sẽ tiếp cận được những cái gì đó nó chuyên sâu hơn đó. Rồi giống như bữa mình nói là những anh em thú y lứa sau này nè, thì bắt đầu cũng sẽ tìm hiểu nhiều hơn về những cái bệnh của bò sát, để sau này có thể hỗ trợ cho phong trào chúng ta tốt hơn đó. Thì trong thời gian này á, mình sẽ kênh Nam Ngô Farm á, thì có nhiều bạn nói cũng rất là dễ thương. Để vừa đi tắt nước vừa nói đi, nãy giờ đứng nói không xịt thao nước quá. Nhiều bạn nói rất là dễ thương, anh ơi em coi như là ngày nào mà không có anh không có lên clip á, là buồn lắm. Bây giờ nó như một cái thói quen rồi. 8 giờ tối á, là đi làm về hoặc là đi học về, rồi mở kênh lên coi anh chia sẻ những thông tin về động vật, về này nọ, thì rất là thú vị, rất là vui. Thì bản thân mình nghe được những cái lời tâm sự như vậy, bản thân mình cũng rất là hạnh phúc các bạn. Thật ra làm YouTube á, không có người coi cũng buồn, mà có những người khán giả mà gọi là quý mến mình như vậy, coi ủng hộ mình thầy nọ, thì rất là hạnh phúc luôn. Cho nên là mình sẽ cố gắng mình duy trì kênh. Thì mình, kênh của mình á, bản thân mình là một người yêu thích thiên nhiên, yêu thích động vật, yêu thích về chăn nuôi, trồng trọt các thứ, thì mình vẫn sẽ tiếp tục đi theo cái hướng này ha, tất cả các loài bét luôn. Chỉ có tạm thời ngưng cái chủ đề về bò sát lại đó. Rồi gia đình mình ngày xưa là cũng làm về mảng nông nghiệp đó, thì cũng là nói chung là cũng có biết chút đỉnh, thì kênh sẽ phát triển theo cái hướng đó, vẫn mang một cái tinh thần gọi là chia sẻ, học hỏi, rồi truyền lửa đồ các thứ ha. Chờ một ngày không xa chúng ta sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa ha. Nói chung là cũng thú vị đó các bạn. Bản thân mình thì cũng không phải là một người thích thích gọi là đóng khung bản thân mình ha. Coi như là mặc dù là mình rất là mạnh ở bò sát, nhưng mà các bạn thấy là nói từ đầu là khoảng 4 năm trước là bắt đầu mình làm cái mình quyết định là mình
mình bấm máy lần đầu tiên để mình quay cái clip chia sẻ về những cái sự hiểu biết của mình về bò sát thì cách đây khoảng 4 năm, thì nó cũng rất là tình cờ thôi. Thì ban đầu là thật ra mình nuôi bò sát nay cũng chắc 16 năm rồi. Thì thời gian đầu mình chơi cũng không có chơi trên cái không gian mạng, mình chơi theo cái hướng là tự chăm sóc, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu và đưa ra cái gọi như là tự mình tìm kiếm cái kiến thức trên mạng nè, xong rồi tự mình thực hành, tự mình quan sát coi nó hay, nó dở, nó đúng như thế nào. Nhiều khi mình đọc ở môi trường nước ngoài thì nó là như vậy, nhưng mà về Việt Nam mình phải thay đổi các bạn. Lý do phải thay đổi là do cái thời tiết bên đó và cái thời tiết bên này nó không có giống nhau, cho nên chúng ta không thể gọi là copy bát nguyên si về được, không? Đó, thì sau một thời gian mình nuôi, mình trải nghiệm rồi, thì mình coi như mình thu thập được những cái kiến thức riêng cho bản thân mình á, thì cái phong trào bò sát của Việt Nam bắt đầu được nhiều người yêu thích quá, đón nhận hết. Nhưng mà cái kiến thức cũng như cái kinh nghiệm về cái giống loài này đôi khi là nó mọi người chưa có hiểu rõ, cho nên là mọi người nuôi sai rồi không có hiểu ý, tất cả mọi thái rất là nhiều. Thì xuất phát từ cái đó thì cách đây 4 năm là lần đầu tiên mình bắt đầu mình nghĩ là chắc mình phải chia sẻ. Chứ lúc đầu mình tính chơi gói gọn trong cái nhà của mình thôi, bản thân mình tự chơi tự đồ thôi, chứ không có thích lên không gian mạng thì nó sẽ phát sinh nhiều cái vấn đề này nọ, có người thương người ghét, có người đồng ý có người không đồng ý, xảy ra những cái mâu thuẫn hoặc này nọ, nó làm phiền tới cái cảm xúc của mình các bạn không. Cho nên lúc đầu là mình không có ý định chia sẻ, cũng không phải là ích kỷ đâu, nhưng mà nghĩ ok, mạnh ai người đó sẽ có một cái cảm nhận riêng. Cái gu của mình là vậy, nói chung mình thích làm việc của mình rồi, mình ít có xen vô chuyện của người khác lắm. Nhưng mà khi mình thấy là mọi người thì lúc đó chỉ có chơi Facebook đồ này nọ thôi, thì có một số bạn mới nói là anh ơi, anh viết một cái bài về hướng dẫn chăm sóc sulcata này nọ đi. Thì các bạn biết là mình thấy ok, mình cũng có một số cái thứ mà mình muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người có cái nhìn nó đúng đắn, cũng như là chăm sóc các bé cho nó khỏe mạnh hơn, chứ chăm sóc không đúng cái là nó yếu, nó bệnh liền. Thì đầu mình viết lúc đó là chưa có làm YouTube các bạn, đó là viết những cái bài ở trên cứ nói là quên làm mà làm quên nói. Làm những cái viết những cái bài ở trên Facebook đó, hướng dẫn mọi người cách chăm sóc sulcata, giải thích cho mọi người biết về con sulcata nó cần cái gì, nó bò sát thì nó là biến nhiệt là như thế nào, rồi tại sao mà ánh nắng mặt trời nó quan trọng đối với con bò sát ha. Thì đủ thứ cái á, ngâm ấm, thải urat là gì, đủ thứ á. Thì mình có viết bài ở trên Facebook á, và được mọi người bắt đầu là đón nhận, chú ý. Tại lúc trước mình chơi ẩn mà, thì bắt đầu mình chơi YouTube, Facebook để mà mình viết những cái bài đó. Thì bắt đầu mọi người chú ý đó. Xong rồi ở đầu mọi người mới nói là viết dài quá, khó đọc quá anh ơi, thôi bắt đầu anh làm YouTube đi, anh làm YouTube đi, có hình ảnh rồi mọi người dễ coi hơn. Thì đó là cái xuất phát điểm ban đầu đó. Thì mình mới nghĩ là mình mới làm YouTube. Thì lúc đó có mình làm bạn, mà mình cũng không phải là dân rành công nghệ nữa đó. Mình không có rành công nghệ, cho nên là bước đầu làm mọi cái, các bạn coi những clip cũ thì sẽ thấy nó rất là thô sơ mộc mạc ha đó. Thì đó là cái xuất phát điểm của mình. Làm những cái clip chia sẻ về cái chăm sóc sulcata rồi iguana đó, thì cũng không ngờ là được mọi người đón nhận rất là nhiều, rồi mọi người mới quý mến. Chứ ban đầu làm cũng mắc cỡ lắm các bạn. Hiện nay mình đã tương đối quen rồi, mình nhìn vô camera mình nói chuyện nó tương đối dễ, với ngày đầu nhìn vô camera nói lảm nhảm như thằng khùng vậy. Thì đó, từ những cái cảm xúc đầu tiên nó rất là mộc mạc, thô sơ, với cái mong muốn là chia sẻ những cái hiểu biết của mình đến với mọi người, giúp cho mọi người vui, có cái động lực để mà gọi là vui vẻ với cái cuộc sống này ha. Rồi có sau giờ làm về thì có một cái người bạn tinh thần để mà mình có thể chăm sóc, yêu thương, buông xả ra những cái căng thẳng của công việc này nọ. Thì cái đó là cái nguyên nhân đầu tiên mà mình làm YouTube, mình chia sẻ. Thì bản thân mình cũng rất là vô tư thôi đó.
Thì sau này bắt đầu đó, có một thời gian mình ngưng các bạn, dịch bệnh rồi mình ngưng, cảm xúc mình nó cũng bị tuột đó. Rồi sau khi dịch bệnh xong á, thì mình mới nghĩ là thôi làm cái gì làm cho nó tới luôn, nó quyết liệt luôn đó. Thì mình mới quay lại mình làm khoảng chừng bữa giờ chắc khoảng 5-6 tháng gì đó. Thì khi mình quay lại cái đề tài của mình nó sẽ rộng hơn về động vật đó. Thì thật ra là không phải hôm nay mình mới có ý định là mình sẽ bổ túc những cái giấy tờ liên quan tới bò sát đâu này nọ đâu. Thì mình cũng muốn làm lâu rồi, nhưng mà do cái nói chung nó cũng tương đối là khó làm đó các bạn, hỏi thăm đường đi nước bước đồ này nọ các thứ, để mình bản thân mình cũng muốn chính quy. Bây giờ ví dụ như mình muốn mở ra cùng những anh em khác mở ra những cái buổi hội chợ hay cái gì đó cho mọi người đam mê bò sát có thể tới chơi cuối tuần, dẫn các bạn nhỏ đi tham quan này kia, rất là muốn làm luôn. Nhưng mà giống như vấn đề pháp lý nó cũng bị vướng á, cho nên là anh em không có làm được. Hiện nay là chỉ làm ở những cái quán cà phê nhỏ nhỏ thôi, nó không có đủ tầm, nó không có đủ sướng đó. Thì cho nên đây là cũng là cái cơ hội để mà chúng ta có thể thực hiện cái việc này nó nghiêm túc hơn, nó gọi là nó mạnh dạn hơn ha, cho cái tương lai, cho tương lai gần. Chứ còn mình, bản thân mình cũng không có thích kiểu lén lút hay là gì cả. Thì đó, nãy kể câu chuyện về game đồ này đó. Thì hy vọng trong tương lai gần chúng ta cũng được đón nhận, được ủng hộ ha từ mọi người. Thì theo như mình quan sát, anh em cũng quan sát thấy là con bò sát thì đã nhiều năm nay là nó bắt đầu nó quen thuộc với lại mọi người rồi. Mình dùng từ bò sát là cái từ chung thôi. Tất nhiên là những cái con nào mà nó được phép nuôi, pháp luật cho phép nuôi thì chúng ta sẽ nuôi. Con nào mà pháp luật không cho phép nuôi thì chúng ta không nuôi. Thế thôi. Thì khi nuôi là phải đăng ký đó, đăng ký với lại cơ quan chức năng, với kiểm lâm cái cài nọ, và tuân thủ những cái quy định về chuồng trại, về cách chăm sóc cũng như là xử lý chất thải nào của nó. Thì là một người công dân của Việt Nam thì chúng ta phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam thôi. Thì cái đó cũng là cái mong muốn của mình đó, để mà có thể làm mọi cái cho nó đẹp hơn, có thể mở cửa đón khách nước ngoài các bạn. Thật ra nếu mà được quan tâm hướng dẫn á, thì chúng ta có thể làm kinh tế từ cái này rất là tốt. Và cái nguồn thu chúng ta đến từ người nước ngoài đó. Và mọi cái nó phải giấy tờ rõ ràng ha, phải đúng quy định của pháp luật ha. Thì đó là cái mong muốn của mình. Và mong là được mọi người cùng chung tay xây dựng. Thật ra Việt Nam bây giờ phát triển nhiều rồi các bạn. Nó không có còn giống như kiểu ngày xưa mà giống như là cái chuyện mà dù như vô rừng bắt con này bắt con kia về bán đồ. Thì cái bây giờ nó đã theo mình là nó khác xưa lắm rồi ha. Pháp luật bây giờ bảo vệ động vật rồi, bảo vệ những cái gọi là lâm sản đồ này nọ, nó rất là chặt chẽ rồi, nó không giống như ngày xưa nữa. Thì chúng ta hoàn toàn có thể mở những cái trại đồ này nọ, và nhập về những cái con nó có nguồn gốc rõ ràng từ trại, và chúng ta có thể nuôi dưỡng, thuần dưỡng nó lên được đó. Thì cái định hướng tương lai sắp tới thì đó, mình có nói là mình cũng làm về những cái đề tài về động vật thôi, động vật, nông sản, có thể sẽ đi chơi du lịch những nơi có những con bét đồ này nọ các thứ, sẽ cùng chia sẻ cái sự yêu thích động vật này đến với mọi người ha. Và cũng mình cũng có nhiều cái ý tưởng nó khá là hấp dẫn trong cái tương lai. Trong đầu mình nghĩ thì nó cũng rất là vui vẻ, dễ thương á. Thì hy vọng sắp tới là sẽ được mọi người đón nhận ha, và chờ đợi
mình sẽ quay trở lại. Nhiều người hỏi là anh ơi anh đừng có bỏ bò sát nha, em mê con bò sát này là cũng tại anh không á, mà giờ vậy thì chắc chắn là mình không bỏ các bạn, tại vì mình cũng nói nhiều lần con bò sát nó giống như là cái lẽ sống của mình vậy đó, cho nên là mình sẽ không có từ bỏ đâu. Cho nên là yên tâm, mọi người cứ chờ đợi mình. Với có một cái câu chuyện này cũng muốn chia sẻ với mọi người, là cũng nhiều người hỏi là sao mà mình lại yêu thích bò sát và lại coi như là muốn dấn thân vô nó để mà làm, trong khi thì thật sự mà nói thì bản thân mình có nhiều cái hướng để mình làm những cái công việc khác, nhưng mà thật sự mà nói là mình chỉ cảm thấy vui và hạnh phúc khi mình được làm việc với động vật, và nhất là được với con bò sát nữa các bạn. Thì cái đó là mỗi người có cái điểm mạnh, mình cũng không biết tại sao mình lại mê nó. Mà có một điều thú vị là ngày xưa mình đi học hồi cấp 2, là lúc đó anh em trong trường đồ học sinh mà các bạn hay đặc biệt danh đồ này nọ, thì không biết lúc đó, ngay từ lúc đó là mình chưa nuôi con bò sát nào nha, mà lúc đó là đã bạn bè nó gọi mình là nam cá sấu, nó giống như một cái duyên vậy. Lúc đó mọi người chọc là cái mỏ mình nó dày quá giống miệng con cá sấu đó, thì ngay từ lúc cấp 2 là bạn bè đã đặt cho mình cái biệt danh gọi là nam cá sấu rồi. Hay nó tới bây giờ thì mình lại coi như là thích làm việc với bò sát luôn, nó cũng giống như một cái duyên. Với lại mà ngày xưa cũng tầm cấp 2 đâu đó đó, thì mình có coi TV, thì lúc đó cái chú giám đốc của mình cũng nhớ không có rõ lắm, nhưng mà đại loại cái câu chuyện nó là như vậy, thì cái chú đó là giám đốc của Thác Giang Điền, thì chú đó mới nuôi và xuất khẩu những cái con ảnh ương nè, gắn mối nè, kỳ tôm nè, thì những cái đó loài đó là nó rất là nhiều ở Việt Nam và xuất khẩu qua cái nước ngoài để người ta nuôi làm bét, thì bán được giá trị nó rất là cao so với lại ở Việt Nam ha. Thì chính vì cái bài phóng sự đó ở trên TV mà mình vô tình coi được á, thì nó đã nung nấu cái ước mơ của mình. Lúc thời điểm đó mình nhớ mình coi nó xong là mình cũng rần rần trong người luôn á. Mà lúc đó mới cấp 2 à. Đó, mình nói trời đã quá, hay quá ta. Coi như là đem một thứ ở nơi có nhiều qua cái chỗ không có và giá trị rất là cao. Đó, rồi những cái con này nó cũng hay hay nữa. Thì đó mình nghĩ đó là giống như một cái hạt mầm đầu tiên để mà xây dựng nên cái ước mơ của mình. Tuy nhiên lúc đó mình còn nhỏ quá các bạn. Rồi mình cũng quên đi mãi mười mấy năm về trước thì bắt đầu nó mới nhen nhóm lên lại đó. Cái ước mơ từ thời nhỏ xíu nó mới nhen nhóm lên lại, thì trong cái khoảng thời gian kia mình cũng hơi gọi là, sẵn đây mình khuyên bạn nào nếu mà có ước mơ đó, thì nuôi dưỡng nó, đừng bao giờ quên nó cả. Thì làm cái gì mình cũng gọi là nuôi dưỡng nó để phục vụ cho cái ước mơ lớn sau này. Mình thì cái thời điểm mình lớp 12 mình coi cái bài phỏng vấn của Thác Giang Điền đó, là nó cái ước mơ cho mình nó lớn lắm, xong rồi thời gian nó trôi đi mình quên luôn. Cái đầu mình đi ra ngoài mình làm này làm kia mà nó không có liên quan gì tới cái ước mơ ban đầu cả. Cho nên là mười mấy năm trước khi mình bắt đầu vô lại là giống như mình bắt đầu từ con số 0 vậy đó, nó hơi cực hơn ha. Lúc mình lớn á, đầu mình đi làm mà mình buôn này bán kia, mình mở nhà hàng, rồi mình nói chung mình làm những cái chuyện nó không liên quan tới cái ước mơ ban đầu. Thì mình khuyên là bạn nào nếu mà có những cái ước mơ á, thì chúng ta hãy học tập và làm những cái công việc nào nó liên quan tới cái ước mơ mà của mình á, mình muốn theo á, để sau này chúng ta có những cái bước đệm nó tốt hơn ha. Hồi đó coi ghiền luôn các bạn, thấy cái chú bên Thác Giang Điền nó hay quá, nuôi những cái con chàng hiêu ảnh ương đồ này nọ, xuất qua bên nước ngoài, người ta cũng xuất qua bên người ta làm bét các bạn, mà bán được nhiều tiền nữa đó. Thì mình cũng mơ mộng vậy. Bữa giờ nhiều bạn, có chung là một số bạn á, mà biết tới Nam Ngô qua con bò sát á, thì bữa giờ chắc các bạn cũng nhớ con bò sát dữ lắm. Thì bản thân mình cũng vậy, rất là nhớ con bò sát luôn. Mình sẽ không có quay trở lại đề tài đó khi mà mình chưa có đủ những cái giấy tờ hợp lại này nọ các thứ.
Cho nên là hôm nay quay clip là không biết làm gì mới đem xe ra rửa nè. Này cũng là một cái kỷ niệm. Nói chung cuộc đời của mình, bản thân mình đó các bạn, rất là hiếu động. Mình là một con người rất là hiếu động, thích mạo hiểm, có tư duy độc lập. Nói chung là những cái tính cách này nó cũng hay á. Nó cho mình rất là nhiều cái cảm xúc nó được thăng hoa. Lúc nào cũng yêu đời vui vẻ hết trơn á. Thì nhiều người á, nhiều người nghĩ là ok, con người mình vui vẻ rồi, gia đình có điều kiện, cho nên là lúc nào mình cũng coi như là thoải mái, không lo lắng cái gì cả. Nhưng mà thật sự không phải bạn. Chính vì cái tính cách của mình nó như vậy á, đâm ra là mình phạm sai lầm rất là nhiều. Phạm sai lầm rất là nhiều. Cuộc đời mình nó cũng lên voi xuống chó dữ lắm. Thì nó, cái tính cách này nó cho cái cuộc sống mình nó cảm xúc nó luôn được thăng hoa. Nhưng mà bên cạnh đó là mình cũng bị coi như là té hầm nhiều lắm. Tại vì cứ làm theo cảm xúc mà. Cứ làm theo cảm xúc, cứ thấy ok là làm, chứ đôi khi nó không có cái sự tính toán. Bản thân mình không phải là người giỏi kinh doanh ha, mà mình có thể mình truyền lửa thì giỏi, mình tạo cảm xúc hưng phấn cho mọi người thì giỏi, sáng tạo thì ok. Nhưng mà gọi là kinh doanh để đẻ ra đồng lời á, thì không có. Mình ham cái danh hơn là ham cái lợi. Cho nên là đôi khi là nó cũng đẩy cuộc sống mình, đôi khi nó cũng bế tắc các bạn. Ngày xưa là mình đi chiếc Mercedes, chứ không phải đi chiếc này đâu, Mercedes. Cái này không phải là nổ, nhưng mà kể vui với mọi người thôi. Nói chung mình cũng tương đối là may mắn. Ngày xưa lúc mà đi học, lúc mà người ta đi bộ là mình đi xe đạp mini. Lúc mà bạn bè đi xe đạp mini thì mình đi xe đạp cuộc. Lúc mà bạn bè đi xe đạp cuộc thì mình đi xe rim. Lúc mà bạn bè đi xe rim thì mình đi Delăng. Lúc bạn bè đi Delăng mình đi Mercedes. Có nghĩa là mình có cái may mắn đó. Thì lúc nào mình cũng hơn về cái mặt vật chất á, so với lại nhiều bạn bè đồng trang lứa các bạn. Nhưng mà khi mình đi chiếc Mercedes rồi á, các bạn biết không, mắc nợ tè le luôn. Tại vì do mình có kể nãy giờ, do mình làm việc nó không có kế hoạch, không có gì cả, mà nó hay đặt nặng vấn đề cảm xúc á. Đôi khi là cứ bị mất tiền rồi lỗ lã, rồi đầu tư nhiều khi nó bị quá tay, hoặc là đầu tư không có bài bản, cứ hứng là đầu tư thôi. Đó, thì cuối cùng là sao, chiếc Mercedes là tới chiếc này. Coi như là lúc đó mình phải mắc nợ, phải bán chiếc Mercedes đi. Bán chiếc Mercedes đi rồi lấy một số ít tiền 20% để mua chiếc xe này. Rồi vay ngân hàng 80% phải góp chiếc xe này trong 5 năm. Rồi lấy cái tiền dư kia đi trả nợ. Đó. Thì chiếc xe này, nhưng mà chiếc xe này lại là thằng giống như là chí cốt của mình vậy đó, bạn đồng hành vậy đó. Chiếc này chạy được 8 năm rồi. Mặc dù là chưa có trèo đèo vượt suối ngoài đời lần nào hết, nhưng mà nó cùng mình vượt qua rất là nhiều núi nợ và bể khổ. Hiện nay thì ok rồi. Nhưng mà mình nghĩ, mình nhìn lại, hiện nay là cũng 39, 40 tuổi rồi các bạn. Nhìn lại cái quãng đời trước á, thì chung mình khá là manh động, khá là gọi là bay bổng, rồi sụp hầm té hầm nhiều lần, nhiều lần thất bại. Nói chung tuổi trẻ thì mình cũng may mắn, coi như là giống như ông trời, ông lúc đó ông cho mình cái duyên. Lúc đó mình chơi chứng khoán thì tự nhiên thắng rất là nhiều tiền các bạn, thắng được rất là nhiều tiền. Nhưng mà cái thắng đó nó không đến từ cái kiến thức, kinh nghiệm, sự học hỏi của mình, mà nó đúng là may mắn luôn. Tự nhiên cái thời điểm đó là 2005 thì phải, chứng khoán nó bắt đầu vào Việt Nam và nó bùng nổ. Thì mình được gia đình cho một số chứng khoán ấy, tự nhiên cái nó lên vù luôn. Tự nhiên trong tài khoản mình có một đống tiền luôn. Mà lúc đó kiến thức mình không có, sự từng trải không có, rồi cái đầu óc tổ chức tất cả mọi cái nó đều không có, mà nó chỉ có cái sự lạc quan quá đà, cũng như là cái sự
gọi là cái gì ta, gọi là vỗ về cảm xúc nhiều quá, làm mọi việc nó cứ theo cảm xúc không à, đâm ra là mình mất coi như là thua hết tiền, mắc nợ luôn hả. Thì giờ 40 tuổi nhìn lại cái quãng đời đó đúng là nó đôi khi cứ tiếc các bạn, tiếc chứ, nhưng mà không sao, quan trọng là chúng ta khi mà chúng ta thất bại thì chúng ta đứng lên, thất bại đứng lên, mình té hơi bị nhiều lần á, té từ trong kia rồi té tới ngoài đời luôn. Nó cũng vậy, chơi bời rồi ăn nhậu rồi ăn nhậu mà đi xe máy xong rồi bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, bể cái đầu, phải mổ, tưởng đi bụi luôn rồi. Cũng hên là trời Phật thương giữ được cái mạng sống, trên đầu mình nó có một cái đường coi như là chấn thương sọ não, phải lột nguyên cái mặt xuống luôn à. Đó, kéo dài qua bên đây luôn, y như đổi cái dòng kim cô vậy. Thì nhìn lại cuộc đời mình thì nó cũng có nhiều cái biến động, tuy nhiên là cũng có điều may mắn là mình cũng có cái sự lạc quan để mình đứng lên lại. Thì đó giờ té cũng nhiều lần lắm rồi đó. Đó, nhưng mà té xong cái biết đứng lên lại và xây dựng lại. Thì hiện nay thì nợ nần cũng giải quyết xong đó, rồi cũng có chiếc xe đi lại, nhưng mà đi chiếc này thì nói chung là nó cũng hợp với mình. Mình chạy xe thì cũng không biết giữ, không có biết điều hành như người ta, lúc nào cũng rửa xe sạch bon cả. Rồi đôi khi chạy ngoài đường, các bạn biết đường Việt Nam thì nó đông, nhiều khi người ta quẹt tới quẹt lui đồ này nọ cái thứ này, giống như bên này bị chạy trụ á, mình cũng để nguyên luôn. Nó kẹt xe đồ á, xe nó quẹt á, rồi xuống rồi cự cãi. Nếu mà đi chiếc mẹ các bạn, nó quẹt chạy cái tốn nhiều tiền quá, xuống phải cự nữ làm mặt giận hờn rồi hùng hổ rồi với lại cái người ta quẹt. Thì đôi khi là giao thông trên đường thì đôi khi cũng sơ ý thôi, đâu có ai muốn vấn đề mà va chạm xảy ra đó. Thì đi cái xe xịn quá cũng sót các bạn, nhiều khi sót của nó làm cho tính mình nó xấu đi. Còn bây giờ mình chạy chiếc này ok, lỡ quẹt chạy chút xíu thôi kệ, đi luôn cho nó nhanh. Xuống rồi mình thấy hiện nay là nhiều người khá là hung hăng, chạy xe ngoài đường mà quẹt xe cái chút xíu, không có chạy chỗ, không có gì mà xuống lộn lạo, nhiều khi mất kiểm soát rồi án mạng, thương tích, rồi tù tội các thứ luôn. Cho nên là anh em cứ thả lỏng thôi ha, cuộc đời không có bao nhiêu lâu hết trơn á, đừng có manh động. Sống ở bên ngoài đi chơi cho sướng, không mà lỡ mà nóng giận một phút tức thời thôi, để lại hậu quả nghiêm trọng á, rồi phải trả giá rất là cực luôn. Ok các bạn, thôi lan man nãy giờ cũng đủ rồi. Mình thì đúng ra mình sẽ chia sẻ cái clip này nó mấy bữa trước rồi, nhưng mà bản thân mình thì cũng hơi bị tuột mút. Cái thứ hai nữa cũng hơi buồn, cho nên là cũng chuẩn bị tâm lý, cũng như là dàn xếp với bản thân mình, vực dậy cái tinh thần của mình đó. Thì hôm nay mình mới chia sẻ với các bạn cái ý này. À, tức là sắp tới á, thì là mình sẽ tạm ngưng cái đề tài về bò sát. Tuy nhiên là mình vẫn phải làm những clip chia sẻ tới anh em về những cái loài động vật khác, cũng như là về thiên nhiên, cây cảnh, con người. Mọi cái nào mà bản thân mình cảm thấy nó hay, nó ý nghĩa thì mình vẫn sẽ tiếp tục làm. Và mình sẽ gọi là bổ túc những cái giấy tờ liên quan để sớm nhất có thể quay về cái đề tài bò sát đó. Thì chúng ta vẫn phải đi tiếp các bạn, cuộc đời này nó vẫn tiếp tục. Bây giờ chúng ta có buồn á, thì 60 giây nữa nó cũng sẽ tới 11:55, mà chúng ta vui thì nó cũng sẽ đi tiếp. Cho nên là thời gian nó cứ bước tiếp. Chúng ta nếu mà chúng ta cứ bị chôn chân ở một chỗ vì những cái chuyện không như ý, hoặc là những cái chuyện của quá khứ á, thì chúng ta sẽ bị thụt lùi và ngày càng xa ha. Cho nên là bản thân mình, với lại bản thân mình cũng có kinh nghiệm về cái việc này nhiều. Có nghĩa là gọi là cái gì ta, gọi là chết chứ cổng bệnh viện á. Có nghĩa là nhiều khi sắp tới nơi rồi là bị stop lại đó. Thì bản thân mình nói chung là cũng gặp rất là nhiều cái vấn đề như vậy rồi. Thì mình có thể tự giải quyết với bản thân mình
sắp xếp, xốc lại cái tinh thần của mình để bước tiếp. Tại vì chúng ta không thể dừng lại, chúng ta có dừng lại thì mọi thứ nó dẫn tiến tới phía trước. Cho nên là khi chúng ta có gặp bất kỳ một cái trục trặc nào đó, có thể buồn, có thể bị sốc, nhưng mà phải có giới hạn thời gian. Ví dụ mình đi, gặp chuyện buồn, thậm chí là tình cảm thất tình gì nữa, thì mình cho phép mình tối đa buồn 3 ngày thôi. Sau 3 ngày là phải sửa soạn lại. Lúc trước mình giải một cái bài toán đó, mình có nghiệm A, nghiệm B, thì bây giờ kế hoạch nó thay đổi, tình huống nó khác đi. Nghiệm bây giờ nó không còn là A, B nữa, thì chúng ta vẫn phải bắt tay vô giải bài toán đó. Chúng ta không thể bỏ không nó lại gì được ha. Thì đó là một xíu cái chia sẻ của mình, một cái tâm tư cũng như là cảm xúc của mình muốn chia sẻ tới những người đã yêu mến cái kênh Nam Ngô Farm, đã theo dõi từ những ngày đầu tới bây giờ. Thì mỗi lần gặp được mọi người á, mọi người nói là em coi anh từ đó tới giờ luôn, em mê bò sát là cũng vì anh. Cảm ơn anh đã chia sẻ thế này thế kia thế nọ, thì bản thân mình rất là hạnh phúc luôn và rất trân trọng điều đó luôn. Ok, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình, cùng kênh Nam Ngô Farm ha. Và mình hứa với các bạn là mình sẽ cho ra nhiều các clip nó vui vẻ, nó chất lượng, nó mang đến nhiều cái giá trị, ý nghĩa để chúng ta cùng nhau tận hưởng cuộc sống này. Bye bye.